trong phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai bài toán là bài toán chọn người chọn vật và các bài toán liên quan tới hình học trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ tiêu biểu về bài toán chọn người chọn vật các bạn sẽ quan sát vào sơ đồ hình cây đó là thực đơn bữa sáng tại một nhà hàng tại một khách sạn và tính số cách chọn ra khẩu phần ăn bao gồm có một đồ uống này một món ăn và một món tráng miệng từ thực đơn này thì đối với các bài toán chọn người chọn vật, các bạn thường sử dụng sơ đồ hình cây để chúng ta đếm các trường hợp cho chính xác. Ví dụ trong bài này người ta đã cho sẵn sơ đồ như thế này, thì các bạn sẽ hiểu là món ăn chúng ta gồm có 3 loại, đó là mì tôm, phở và bánh mì này. Đồ uống thì gồm có cà phê và trà là hai loại. Tráng miệng cũng có hai loại là bánh ngọt và sữa chua. Vậy thì để hoàn thành một khẩu phần ăn chúng ta cần phải trải qua 3 công đoạn. Bước 1 là chọn đồ uống này. Bước 2 là chọn món ăn và bước cuối cùng chọn món tráng miệng. Vậy bài toán này chúng ta sẽ áp dụng thuần quy tắc nhân. Chính xác, đồ uống thì bồm có hai loại nên ta có hai cách chọn. Món ăn ta có 3 cách chọn. Còn tráng miệng có hai cách chọn. Vậy thì theo quy tắc nhân, Số cách để chọn một khẩu phần ăn sẽ là 2 x 3 x 2 và bằng 12 cách chọn. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường. Từ A đến thành phố C lại có 2 con đường. Từ thành phố B đến thành phố D có 5 con đường. Và từ thành phố C đến thành phố D có 2 con đường. Và không có con đường nào nối giữa hai thành phố C và B. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu con đường đi thẳng từ thành phố A đến thành phố D. Ở đây chúng ta chỉ tính là đi thẳng nhé. Ví dụ đi từ A đến B rồi đến D. Chứ chúng ta không tính là đi từ A đến C xong lại quay về A rồi đến B rồi mới đến D. Đi là đi thẳng một mạch. Vậy trong câu hỏi hỏi chấm 2 này, người ta cho bốn thành phố với rất nhiều dữ kiện về số lượng các con đường nối giữa các thành phố này với nhau. Thì các bạn sẽ sử dụng cho thầy sơ đồ hình cây hoặc là các sơ đồ biểu đồ để chúng ta tóm tắt lại đề bài. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường. Vậy thì thầy sẽ biểu diễn nối từ A đến B có 3 con đường này. Tiếp tục Các bạn điền rất chính xác, từ B đến D thì có 5 con đường. Từ D đến C thì có 2 con đường và cuối cùng A đến C nối hai thành phố này có hai con đường còn từ thành phố b đến thành phố c thì không có con đường nào nối giữa hai thành phố này cả bây giờ chúng ta dựa vào sơ đồ sẽ tiến hành trả lời cho câu hỏi để đi thẳng từ a thành phố a đến thành phố d có bao nhiêu con đường như vậy chúng ta có hai cách một là đi từ A đến B rồi đến D. Cách hai là đi từ A qua C rồi đến D. Trường hợp thứ nhất thì trong trường hợp này chúng ta có hai bước, bước 1 phải đi từ A đến B trước đã. Sau đó bước hai là đi từ B đến D. Vậy thì ta sẽ áp dụng quy tắc nhân. Biết là từ A đến B là có 3 con đường, 3 cách thực hiện rồi này. Công đoạn từ B đến D thì có 5 cách thực hiện, lấy 3 x 5 và có 15 cách đi từ A đến B rồi đến D. Tương tự như vậy, các bạn sẽ tính cho thầy số cách đi từ A đến C rồi đến D. A đến C thì có hai cách, C đến D cũng có hai cách theo quy tắc nhân. Vậy thì ta có tất cả 4 cách đi từ A đến C rồi đến D. Hai trường hợp thì ta sẽ áp dụng quy tắc cộng để tính tổng số cách đi thẳng từ A đến D. Các bạn sẽ lấy 15 cộng 4, kết quả là 19 cách. Như vậy trong câu hỏi hỏi chấm 2 thì phức tạp hơn một chút. Với những đề bài mà có quá nhiều dữ kiện, các bạn cần phải sử dụng sơ đồ hình cây hoặc là các hình biểu diễn, hình minh họa làm cho đề bài trở nên ngắn gọn và giúp chúng ta nắm được các thông tin, các số liệu sau đó áp dụng linh hoạt giữa quy tắc cộng và quy tắc nhân. Cách phân biệt hai quy tắc này chúng ta đã biết rồi. Khi nào dùng quy tắc cộng, khi nào dùng quy tắc nhân và kết hợp hai quy tắc đó để trả lời cho các câu hỏi như thầy sử dụng trong hỏi chấm 2 này. Bên cạnh đó còn có các bài toán mà liên quan tới việc lựa chọn con người. Ví dụ như là lựa chọn các bạn trong lớp để đi tập văn nghệ, sắp xếp các bạn nam bạn nữ thành một hàng thì những bài toán này các bạn sẽ tham khảo thêm trong phần luyện tập trên olm.vn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng bài tiếp theo là bài toán liên quan tới hình học. Thầy sẽ có một ví dụ là câu hỏi hỏi chấm 3. câu hỏi 11 đường thẳng thì có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm? Như ta biết rồi, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng thì có thể là cắt nhau, song song hoặc trùng nhau. Ở đây đề bài thì các bạn phải chú ý là 11 đường thẳng phân biệt thì chúng ta xét hai vị trí tương đối đó là cắt nhau hoặc song song. Bây giờ thầy sẽ làm với ba đường thẳng trước đi. Ba đường thẳng A, B, C có thể là đôi một cắt nhau, có thể là A song song với C và cùng cắt đường thẳng B, hoặc là ba đường thẳng đó song song với nhau, đôi một song song với nhau. Thì mỗi trường hợp chúng ta sẽ thấy số giao điểm của chúng là 3 với trường hợp thứ nhất này hai với trường hợp thứ hai và không có giao điểm nào khi ba đường thẳng đôi một song song. Thì với 11 đường thẳng cũng như vậy. 11 đường thẳng hay tổng quát n đường thẳng. Để có nhiều nhất số giao điểm thì các đường thẳng đó phải đôi một cắt nhau. Vậy thì các bạn sẽ chú ý vào trong hình vẽ này, thầy sẽ tiếp tục ví dụ với ba đường thẳng ABC đôi một cắt nhau. Đường thẳng A này sẽ cắt C và cắt B tại hai giao điểm phân biệt. Tiếp theo ta xét đường thẳng C. Thì đường thẳng C này lại tiếp tục cắt điểm A vẫn tại giao điểm cũ. Để đánh dấu là giao điểm này đang được tính hai lần thì thầy sẽ ký hiệu hai gạch như thế này nhé, hai là mã. Và giao điểm còn lại với đường thẳng B là giao điểm này. Cuối cùng xét đường thẳng B. Thì đường thẳng B lại cắt A vẫn tại một giao điểm ta đã xác định rồi. Cắt C cũng tại một giao điểm đã được xác định trước thì thầy tiếp tục sử dụng các ký hiệu hai la mã để đánh dấu các điểm này. Như vậy chỉ có tất cả ba giao điểm nhưng nếu thầy thao tác như vậy rồi nghĩa là cứ cố định một đường thẳng xem xem đường thẳng đó cắt các đường thẳng còn lại tại bao nhiêu giao điểm thì sau khi xét với tất cả ba đường thẳng này mỗi giao điểm của chúng ta đều được tính hai lần cho nên cứ một đường thẳng sẽ cắt n trừ một đường thẳng còn lại tại một điểm. Nếu cứ tính toán như vậy thì n đường thẳng sẽ cắt n trừ một đường thẳng còn lại tại n nhân n trừ một điểm. Tuy nhiên ta vừa chú ý rồi, mỗi điểm, mỗi giao điểm ở đây đều được tính hai lần, nên công thức chính xác của chúng ta phải là n đường thẳng sẽ cắt nhau tại n nhân n trừ một trên 2 điểm. Thầy sẽ kiểm tra lại công thức này với trường hợp có 3 đường thẳng tức là n bằng 3. Thì ba đường thẳng đó sẽ cắt nhau tại 3 nhân với 3 chữ 1, tức là 3 nhân 2 chia 2. Ta có 3 giao điểm. Vậy thì, trong câu hỏi hỏi chấm 3, 11 đường thẳng, tức là n bằng 11, ta sẽ có nhiều nhất 10 nhân 11 chia 2 bằng 55 giao điểm nhé.